Kính thưa anh Thành, kính thưa anh Tương, kính thưa anh Hải, cùng toàn thể quý vị tham gia vào cái hội nghị ngày hôm nay. Thì về nội dung chuyển đổi số thì chắc mọi người, từ anh Hải cho đến anh Tương, các anh cũng đã nói rất là chi tiết và tôi nghĩ là rất nhiều thông tin hữu ích từ phía các cơ quan quản lý. Về doanh nghiệp chúng tôi thì hôm nay tham gia cái buổi gọi là diễn đàn này thì tôi cũng sẽ trình bày rất là ngắn gọn một số những cái kinh nghiệm trong quá trình mà chúng tôi triển khai cái chuyển đổi số ở Tổng công ty Bưu chính Viettel. Xin phép mọi người làm quen chút với cả một số cái công cụ số hóa. Xem giúp bài trình bày của tôi gồm 3 phần. Thứ nhất là giới thiệu về Viettel Post, quá trình hình thành Tổng công ty Bưu chính. Thứ hai là những cái điều kiện thuận lợi trong quá trình mà chúng tôi thực hiện chuyển đổi số. Thứ ba là những cái case study rồi kết quả đạt được trong quá trình thực hiện. Mọi người cũng biết rằng là Viettel Post ý, thì được hình thành vào năm 1997, cũng đâu đấy 23 năm. Cũng là một đơn vị về xuất phát là từ một công ty gọi là phát hành báo chí và chuyển dần sang là nghề bưu chính. Sau một thời gian thì chúng tôi chuyển sang cái lĩnh vực là chuyển phát các cái hàng hóa thương mại điện tử. Rồi tiến một bước nữa thì là một doanh nghiệp logistics. Đấy, và sẽ cung cấp cả các dịch vụ gọi là chuỗi cung ứng. Thì đối với một cái doanh nghiệp mà cũng khá lâu đời và có một cái thời gian gọi là hành trình tương đối là dài thì cái việc chuyển đổi số diễn ra ấy, nó cũng khá là gian nan. Cái giai đoạn mà chuyển đổi số thì chúng tôi có tôi tính ra ấy, là có 6 giai đoạn. Nôm na là như này, tức là từ cái việc mà cán bộ nhân viên là không sử dụng máy tính. Đấy, viết tay, tức là khi mà có những cái yêu cầu của khách hàng có khi là gọi điện lên hoặc ra bưu cục để thực hiện cái việc mà gửi hàng hóa hoặc gửi bưu phẩm bưu kiện thì chúng tôi thực hiện cái việc là viết viết tay ra giấy hoặc là call center viết tay ra giấy. Sau đấy thì bắt đầu là ghi chép rồi mới chuyển đi. Đấy, sau này thì chúng tôi phát triển thêm ấy thì là sử dụng đến cái giai đoạn thứ hai là dùng tiệm cận với máy tính. Đấy, và ghi chép trên một số cái hệ thống phần mềm, trước đây có thể là cả cái phần mềm Fox Pro nữa. Đấy, giai đoạn thứ ba thì bắt đầu chuyển hóa dần sang là di động, tức là mobile và viết các ứng dụng trên app. Thì cái quá trình chuyển đổi số đấy thì của chúng tôi ấy thì cũng những cái năm gần đây thì bắt đầu mới thị trường mới nói đến câu chuyện là chuyển đổi số. Nhưng thực ra thì chúng tôi cũng đã chuyển đổi số từ khá là lâu rồi và cũng không biết đấy là chuyển đổi số. Đấy là nhu cầu thôi, nhu cầu của một doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin vào để thực hiện cái công việc nó tốt hơn và cái năng suất nó cao hơn. Thì chúng tôi thực sự là đầu tư vào vấn đề công nghệ cách đây khoảng độ 5 đến 6 năm. Và cái thời gian gần đây nhất ý, thì khoảng từ năm 2018 thì chúng tôi có những cái đầu tư mạnh mẽ hơn. 2018 thì chúng tôi cũng có ra đời một số các cái sản phẩm. Ví dụ như là cái sản phẩm về ứng dụng giao hàng Viettel Post. Đấy. Trước đây thì thường là cái việc mà giao hàng kết nối ấy, thì cái kết nối đến các cái khách hàng ấy, nó rất là phức tạp. Đấy, nhiều khi là kết nối hệ thống nó rất là khó, kết nối API thì nó gọi là bước sơ khởi thôi.
thì chúng tôi ra đời cái app ấy để giúp cho khách hàng, một là những khách hàng mà thương mại điện tử, khách hàng bán hàng trên mạng, bán hàng trên Facebook, thì thực hiện cái việc mà tạo đơn hàng rất là nhanh. Đấy, chắc chỉ mất khoảng vài giây cho một cái đơn hàng. Đấy, rồi kết hợp một số các cái thuật toán nó gọi là thông minh, AI, để cho cái việc tạo đơn hàng của khách hàng trên cái app rồi trên web nó dễ dàng và thuận lợi hơn. Đến năm 2019 ấy, thì chúng tôi ra đời một lúc là hai sản phẩm, đấy là gọi là sàn vận tải xe hai bánh MyGo và sàn thương mại điện tử Vỏ Sò. Đấy. Đến năm 2020 thì chúng tôi mới gọi là hoàn thiện được cái sàn vận tải MyGo, nhưng mà vận tải đây là vận tải xe tải MyGo là đa phương thức vận tải. Đồng thời là ra mắt cái hệ thống là bán hàng đa kênh hợp nhất để giúp cho khách hàng của Viettel Post. Bởi vì là đa phần là bây giờ khách hàng Viettel Post là khách hàng bán hàng thương mại điện tử. Và cái hệ thống mà Omnichannel Viettel Sale này giúp cho khách hàng người ta vận hành tối ưu và bán hàng thuận lợi hơn. Về bối cảnh ấy thì Viettel Post là đến thời điểm hiện tại, tức là năm 2015-16 thì chúng tôi bắt đầu phát triển mạng lưới. Và đến thời điểm hiện tại thì trên toàn quốc thì chúng tôi có, ở đây con số nó hơi cũ một chút, khoảng 2.300 bưu cục và cửa hàng. Đấy, chúng tôi cũng sát nhập một số các cái cửa hàng của bên viễn thông về. Hơn 6.000 đại lý thu gom, 250.000 điểm bán. Tức là 250.000 điểm bán của viễn thông chuyển sang chúng tôi. Và chúng tôi đang trong quá trình chuyển hóa là cái điểm bán viễn thông đấy thành cung cấp đa dịch vụ, trong đó có dịch vụ bưu chính, rồi dịch vụ thương mại điện tử. Hơn 4.000 tuyến phát, 100 cái mật độ ấy là khoảng 120 m² trên điểm. Đấy là về điểm gọi là điểm giao dịch, điểm bán. Thì thị trường nước ngoài thì chúng tôi phát triển thị trường Campuchia và thị trường Myanmar. Về nhân sự ấy thì mạng lưới Viettel là Post hiện tại có khoảng 26.000 nhân sự giao nhận bán hàng. Và cái nhân sự mà của chúng tôi về giao nhận hàng hóa thì chúng tôi gọi là nhân viên bán hàng, chứ không phải là nhân viên giao nhận, shipper. Thì bản chất là chúng tôi coi rằng là cái hoạt động giao nhận đấy là một hoạt động bán hàng, phải chăm sóc được khách hàng của mình, cả cái người bán hàng lẫn người mua hàng. Khi mà họ happy thì lúc đấy là gì, mới mang lại thu nhập cho nhân viên bán hàng. Về cái các cái trình độ thì cũng khoảng 50% nhân sự của chúng tôi là cũng có trình độ ở đại học trở lên. Về hệ thống logistics thì hiện tại chúng tôi có khoảng 120.000 mét vuông, gồm có khoảng 8 cái kho mega, kho lớn, khoảng 1.000 cái kho nhỏ trên toàn quốc. Ngoài ra thì Viettel Post là một trong những tổng công ty trực thuộc tập đoàn Viettel, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội. Thì chúng tôi đầu năm 2020 thì được coi là một trong 4 trụ của tập đoàn. Cái trụ thứ nhất thì là cũng là mọi người cũng đã biết là rất là thành công, đấy là viễn thông trong nước và viễn thông nước ngoài. Cái trụ thứ hai là sản xuất thiết bị ở đây, thiết bị điện tử, thiết bị quân sự. Và thực ra là mảng này cũng rất thành công. Chúng tôi cũng đã sản xuất được cái thiết bị của mạng lưới, toàn bộ mạng lưới viễn thông chúng tôi tự sản xuất hết. Thứ hai là các thiết bị quân sự trong tác chiến điện tử cũng như là tác chiến trên chiến trường ấy. Có những cái dự án mà nó liên quan đến cả quốc gia đấy, và chúng tôi dự kiến là khoảng 2-3 năm tới chúng tôi sẽ phóng được vệ tinh viễn thám. Cái mảng thứ ba là các cái dịch vụ số fintech, rồi các cái dịch vụ giải pháp vân vân, thì chúng tôi là một trong những trụ của tập đoàn, đấy là logistics và thương mại điện tử. Thì vì được định hình là trụ của tập đoàn cho nên có những sự đầu tư của tập đoàn cho lĩnh vực này. Ngoài ra thì về cái công nghệ đối với Viettel Post ấy, thì chúng tôi tập trung vào 3 công nghệ chính. Nói nôm na để cho mọi người dễ hiểu ấy, thì có 3 cái thôi. Một ấy là về dữ liệu. Đấy, tập hợp xây dựng data lake, dữ liệu tập trung, phân tích dữ liệu lớn, sau từ đó là ra các thuật toán và trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là tự động hóa. Tự động hóa thì chúng tôi thực hiện cái việc tự động hóa đấy là từ các cái kho mega lớn cho đến là những cái hub khai thác, cho đến cái bưu cục không giấy 4.0. Đấy, giảm bớt cái sự lệ thuộc vào con người. Thì cái nội dung này tôi sẽ nói sâu về phía sau của slide.
Cái thứ ba ấy là công nghệ về phần gọi là last mile, phần vận tải. Thì nó gồm là từ cái trải nghiệm của khách hàng cho đến là trải nghiệm của người vận hành trong cái hệ thống của chúng tôi. Tức là khách hàng đăng ký dịch vụ này, tương tác dịch vụ này rất là đơn giản trên app. Đấy, còn gì nhân viên của chúng tôi, từ nhân viên lái xe, nhân viên giao nhận, nhân viên vận hành trong kho, nhân viên chia chọn, nhân viên chăm sóc khách hàng, tất cả hoạt động trên mobile. Ngoài ra thì chúng tôi có một số các cái công nghệ khác như là công nghệ giao hàng bằng drone hoặc là công nghệ giao hàng bằng xe tự hành, vehicle, có cái sự hỗ trợ của tập đoàn. Thì ở đây tôi chia sẻ thêm là công nghệ quân sự của chúng tôi thì áp dụng sang công nghệ dân sự, trong lĩnh vực dân sự, ví dụ như là máy bay không người lái. Thì chúng tôi đang cố gắng là thiết kế một cái thiết bị để làm sao để chi phí nó vừa phải nhưng mà lại mang lại sự tiện lợi và giúp kết nối ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng núi. Chia sẻ thêm ấy, thì để mà thành công trong quá trình chuyển đổi số thì chúng tôi có một cái điểm mạnh, đấy là văn hóa doanh nghiệp. Vì bản chất là xuất phát từ tập đoàn viễn thông quân đội, mang tinh thần người lính. Đấy, thì cái kỷ luật là cái quan trọng nhất. Quan niệm của chúng tôi là gì? Chúng ta không làm cái gì mà chúng ta thích, mà chúng ta làm cái mà chúng ta cần. Sau khi chúng ta làm và chúng ta tuân thủ nó thì chúng ta sẽ thích nó và chúng ta sẽ thành công. Về cái thực tế triển khai ấy, thì từ năm 20, tức là cuối năm 2018, đầu năm 2019, chúng tôi triển khai 14 dự án. Gọi là 14 dự án công nghệ thông tin, tự động hóa, cơ giới hóa. 14 dự án. Từ các cái sản phẩm về gọi là platform, sàn thương mại điện tử, rồi là các hệ thống tối ưu, hệ thống dẫn đường, hệ thống tự động hóa trong kho, hệ thống robot, hệ thống dữ liệu lớn, vân vân. Thì có khoảng 14 cái dự án. Thì trong đấy điển hình là có các hệ thống về quản lý đơn hàng thông minh này, hệ thống quản lý kho fulfillment, hệ thống băng truyền chia chọn robot tự động trong kho. Thì chúng tôi cũng là tự hào là một trong đơn vị, là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam mang công nghệ về dây chuyền chia chọn tự động và hiện đại nhất và tốc độ cao nhất về Việt Nam. Thì sau đấy thì có một số đơn vị khác cũng học tập theo. Đấy, cái đấy tôi không tiện chia sẻ. Và các công nghệ này thì giúp tăng năng suất và giảm các tỷ lệ sai sót do con người. Ngoài ra thì các cái dự án khác như là sàn vận tải, vận chuyển, vận tải xe hai bánh, vận tải xe bốn bánh, xe trục, máy gâu, rồi sàn thương mại điện tử vỏ sò, vân vân. Về công nghệ ấy, thì quá trình triển khai thực tế ấy, thì chúng tôi ở đây chúng tôi chia sẻ một số liên quan là khi mà chúng tôi đã số hóa thành công từ câu chuyện là từ phía khách hàng cho đến quá trình vận hành khai thác và tập trung vào một cái gọi là data lake, một kho dữ liệu, thì chúng tôi bắt đầu đưa các công nghệ giống như là phân tích dữ liệu rồi là trí tuệ nhân tạo vào để sử dụng các cái thuật toán trong ngành, trong lĩnh vực logistics. Để làm gì? Để dự đoán được cái nhu cầu vận tải, vận chuyển, tức là từ khách hàng cho đến vận tải, vận chuyển trong cái mạng trục của chúng tôi. Đấy, để làm gì? Để tăng cái năng suất, giảm cái chi phí. Và sau quá trình mà chúng tôi thực hiện thì thông thường là, ở đây thì không gọi tăng doanh thu nhưng mà tiết kiệm được chi phí khoảng 30%. Tức là các đồng chí biết là, các quý vị biết ấy là gì? Thông thường trong ngành logistics, vận tải thì 70% là xe rộng chuyến chiều về. Và chúng ta đang lãng phí cực kỳ lớn cái chi phí liên quan đến logistics đó. Nên là lý do tại sao mà lúc nãy anh Tương, anh bảo là chi phí của chúng ta vẫn còn cao. Chúng ta vẫn còn có thể, đấy là cơ hội để chúng ta tiếp tục tối ưu được. Và ở đây thì chúng tôi đưa các công nghệ vào và chúng tôi tiếp tục sẽ tối ưu tiếp để đưa ra những cái tối ưu trong quá trình vận tải, trong nội bộ của chúng tôi. Và cái hệ thống này chúng tôi cũng phục vụ cho các khách hàng khác, chứ không phải chỉ phục vụ cho lĩnh vực chuyển phát. Chúng tôi có hẳn một công ty logistics khoảng hơn 2.400 người, khoảng gần 1.000 cái xe tải, cộng với cả các cái đối tác xã hội. Thì khi chúng tôi đưa công nghệ này vào thì tôi dự đoán được là sản lượng từng vùng một, từng hấp một là bao nhiêu và có cái điều chỉnh cho nó hợp lý. Ngoài ra thì về dữ liệu ấy thì chúng tôi cũng thực hiện các cái quá trình có nó gọi là data governance và data driven. Tức là bản chất là cái việc điều hành của một doanh nghiệp. Chúng ta bây giờ chúng ta nói rất nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là cái keyword ấy thì
thì chúng ta ít khi đề cập đấy là gì? Data-driven organization, có nghĩa là doanh nghiệp phải vận hành theo dữ liệu. Chúng ta muốn chuyển đổi số hay không chuyển đổi số, và cái đích cuối cùng mà khi mà tăng được năng suất hay không thì chúng ta phải vận hành bằng dữ liệu. Thì chúng tôi đưa gọi là data governance vào trong quản trị. Đấy, các cái hoạt động điều hành của chúng tôi thì hoàn toàn là dựa trên dữ liệu. Ngoài ra thì chúng tôi đưa các cái hệ thống để tăng cái trải nghiệm khách hàng, tiếp nhận khách hàng trên đa kênh, hợp nhất. Trước đây là chỉ là gọi điện lên tổng đài thôi, thì bây giờ chúng tôi tiếp nhận trên tất cả các kênh và đưa công nghệ AI vào, chatbot trả lời tự động. Chatbot từ cái việc là chat, text cho đến là chat voice. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ đưa cái công nghệ gọi là trên voice. Thời gian này thì chúng tôi mới làm được cái trên text, nhưng mà trong thời gian ngắn nữa sẽ thực hiện trên voice. Và cái đa kênh gọi là chăm sóc khách hàng đa kênh và đưa vào trong một cái hệ thống database tập trung. Đấy, và tương tác remarketing. Về các công nghệ trong kho thì chúng tôi xây dựng cái hệ thống về fulfillment và đưa các cái công nghệ vào để tối ưu và tự động hóa trong kho. Từ cái câu chuyện là put away như thế nào, thuật toán làm sao cho nó tối ưu, cho đến việc là pick up như thế nào. Đấy, và quản trị inventory ra làm sao. Thì đến đầu năm 2020 thì chúng tôi hoàn thiện một số những cái sản phẩm trong hệ sinh thái. Thì là bao gồm là từ cái lõi là việc chuyển phát Viettel Post, rồi là logistics Viettel Post, tiếp theo là MyGo là cánh tay nối dài, thì gồm có Last Mile là kết nối lực lượng xã hội của hai bánh và kết nối lực lượng xã hội của bốn bánh cho đường trục. Đấy, rồi là vỏ sò sàn thương mại điện tử, Viettel Sales Omnichannel để giúp cho khách hàng tối ưu vận hành từ cái khâu là kho cho đến là khâu hàng hóa, chốt đơn hàng trên Facebook, trên sàn. Đấy, cho đến là bán hàng và tăng sale. Và Viettel Sale có thể hỗ trợ cho khách hàng quản lý đến từng nhân viên. Tức là năng suất đến từng nhân viên chốt đơn là bao nhiêu và trả lương được cho nhân viên. Về ứng dụng Viettel Post thì đến thời điểm hiện tại chúng tôi chắc là khoảng 2 triệu download. Riêng Android, Google Play thì khoảng 1,5 triệu. Đối với MyGo nội tỉnh thì hiện tại chúng tôi có khoảng 87.000 đối tác và hơn cái thu nhập trung bình của một đối tác MyGo khoảng 600.000 đồng trên người trên ngày. Về vỏ sò thì sàn thương mại điện tử thì hiện tại chúng tôi có 6.000 điểm trưng bày offline, 22.000 cán bộ tư vấn, thì hơn khoảng 150.000 nhà cung cấp và khoảng 300.000 sản phẩm trên sàn. Và cách gọi là gì vận hành cái vỏ sò này thì nó khác hoàn toàn so với các cái đối thủ trên thị trường như Shopee, Tiki, Lazada. Chúng tôi tập trung vào vùng nông thôn và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Về Viettel Sale thì hiện tại chúng tôi hỗ trợ từ cái việc là tạo trang web, rồi là kết nối với bên Viettel IDC, bán hosting, bán domain main, rồi là bán các cái thiết bị máy post. Đấy, để giúp cho các cái cửa hàng, từ cái cửa hàng tạp hóa cho đến là các cái chuỗi cửa hàng, rồi đến là cái bán hàng online trên Facebook, bán hàng trên sàn, để giúp một người chưa biết khởi nghiệp là gì có thể bắt đầu khởi nghiệp, giúp một cái cửa hàng tạp hóa có thể phát triển thành chuỗi cửa hàng có thể bán online, giúp là gì một chuỗi bán offline có thể trở thành một SME thực sự. Ngoài ra thì chúng tôi kết hợp với việc số hóa ở địa phương, như là truy vết nguồn gốc cho các cái cơ sở sản xuất, đấy, rồi sản xuất thủ công mỹ nghệ ở địa phương, đấy, và giúp quá trình số hóa tem nhãn vân vân và các cái dịch vụ gia tăng khác. Về một số cái danh hiệu thì chúng tôi cũng đã đạt được một số danh hiệu như là top 1 công ty logistics uy tín trong ngành, rồi giải thưởng IBA giải vàng cho các cái ứng dụng, đấy, rồi sao vàng đất Việt, thương hiệu quốc gia vân vân. Cuối cùng ấy thì đối với Viettel Post thì chúng tôi cam kết là đầu tư và tiếp tục sáng tạo vì con người. Cũng giống như 4G và 5G, chúng tôi sẽ không để ai ở lại phía sau. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Long về phần chia sẻ vừa rồi ạ.